Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, đối với cán bộ đảng viên, thói phô trương lãng phí chính là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Vì thế, nhất thiết phải loại bỏ thói quen xấu này ngay từ trong suy nghĩ cũng như hành động. Trước hết cần phải hiểu rằng thói phô trương lãng phí chính là làm những việc không đáng làm, không nên làm lẽ ra chỉ cần làm bé nhưng lại làm to. Đây là thói hư tật xấu rất dễ mắc phải bởi đặc tính khoe khoang thể hiện của chủ nghĩa cá nhân. Đối với cán bộ đảng viên, thói phô trương lãng phí vừa vi phạm đạo đức cách mạng, vừa không phù hợp với đạo đức xã hội, đi ngược với văn hóa dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Trong đó, hiểu về kiệm theo tư tưởng của bác chính là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, ngay cả khi đó là tiền của mình. Chỉ bệnh trên, điều quan trọng là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện nghị quyết chung 4 khóa 12, gắn với đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cấp ủy tổ chức đảng cần đề mạnh tuyên truyền giáo dục, có giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong đó cần vận dụng các mô hình hay cách làm mới đưa việc thực hành nêu gương trở thành ý thức tự giác, việc làm hàng ngày, cả khi làm việc và sinh hoạt, cả khi công tác đến lúc đã nghỉ hưu, cần phải coi trách nhiệm nêu gương là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên, gắn cam kết với sự kiểm tra giám sát của tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Hãy ngăn chặn ngay thói phô trương lãng phí bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, lối sống để góp phần tạo nên những chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử mới phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Công tác luân chuyển cán bộ cũng được Đảng ta xác định là một trong những khâu quan trọng để đào tạo, rèn luyện, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho Đảng. Không thể phủ nhận, trải qua thực tiễn, cán bộ luân chuyển tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện được nâng lên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu việc điều động luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để trưởng thành là một nội dung quan trọng để mỗi cấp ủy đảng thực hiện lời dạy của người. Thế nhưng thời gian qua vẫn còn tình trạng một số cán bộ điều động nhất là cấp cơ sở chưa phát huy được vai trò trách nhiệm thiếu sâu sát, chưa giải quyết được những điểm nóng, điểm nghẽn của địa phương. Cùng với đó vẫn còn có cấp ủy chính quyền lại coi cán bộ luân chuyển là đi tráng men nên giao việc còn hời hợt, thờ ơ với cán bộ luân chuyển dẫn đến tình trạng cán bộ luân chuyển giảm động lực phân đấu. Để giải quyết những bất cập vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định số 65 về luân chuyển cán bộ. Quy định này nêu rõ 5 bước thực hiện việc luân chuyển để bảo đảm dân chủ, thận trọng trong quá trình lựa chọn quy cán bộ, đảm bảo nơi đi, nơi đến. Để công tác luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu đề ra, mỗi cán bộ điều động, luân chuyển phải nhận thức đúng đầy đủ về trách nhiệm được giao, tận tâm thực lòng, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực sở trường của bản thân, thực sự là cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, gương mẫu, gắn bó mật thiết với cơ sở. Các cấp ủy chính quyền nơi cán bộ điều động, luân chuyển phải tạo mọi điều kiện để cán bộ có cơ hội thể hiện bản thân, đóng góp công sức trí tuệ cho địa phương, đơn vị, qua đó khẳng định điều động luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng, chúng là một trong những bước quan trọng ươm mầm hạt giống đỏ, tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn nhân lực và nguồn vốn là những đòi hỏi cấp thiết cho công nghiệp chế biến chế tạo để phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn được đánh giá là ngành có nhiều triển vọng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh vào góc vốn mua cổ phần Mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đạt trên 15,41 tỷ đô bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỷ đô, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cơ hội để phát triển đối với công nghiệp chế biến chế tạo là rất lớn, song theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Đỗ Thị Thúy Hương, việc nắm bắt được cơ hội hay không vẫn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp và cơ chế chính sách hiện chính phủ đã gần như mở toang các cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động. Bản thân doanh nghiệp phải nâng cao năng lực, nhưng các doanh nghiệp phải trông chờ các chính sách thực sự đi vào đời sống, không chỉ nằm trên giấy tờ. Doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của nhà nước trước hết ở việc đào tạo nguồn nhân lực. Hiện các doanh nghiệp rất khó tuyển dụng lao động chất lượng cao trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, do đây là ngành khắc nghiệt đòi hỏi trình độ kiến thức cao trong khi thu nhập chưa chắc đã hấp dẫn so với các lĩnh vực khác về tài chính các doanh nghiệp cần ngay chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng như các nguồn đầu tư từ các tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước cũng như các thiết chế tài chính khác. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được bố trí lên đến hơn 540.000 tỷ đồng, tăng hơn 110.000 tỷ đồng so với năm 2021 và gấp 2 lần so với năm 2016. Trước khối lượng công việc rất lớn, chính phủ xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu của toàn hệ thống chính trị và liên tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân, không để lặp lại tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả. Làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư ịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, giải ngân vốn chậm đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng năm nay nảy sinh nhiều vấn đề mới. Đáng lo ngại có tình trạng các địa phương rất e ngại xử lý các thủ tục liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Một số địa phương không dám làm gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, bão giá vật liệu từ cuối năm 2021 trở lại đây, trong khi các dự án thường ký hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh đơn giá. Nhà thầu càng làm càng lỗ, buộc phải án binh bất động chờ chính sách tháo gỡ khó khăn của chính phủ. Trong nhiều văn bản kiến nghị Quốc hội và chính phủ vừa qua, đại diện các nhà đầu tư, nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam cho biết, tại thời điểm ký hợp đồng, giá vật tư nhiên liệu chạm đáy, nhưng tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy vật tư, vật liệu chính tăng 20 đến 30% so với giá trị hợp đồng. Trong khi đó, chỉ số giá vật liệu do địa phương công bố thường có xu hướng ép xuống. Chỉ số trượt giá tối đa chỉ khoảng 14-15%, cho nên ngay cả khi được điều chỉnh cũng không đủ bù lỗ. Nếu cơ quan quản lý không kịp thời thao gỡ khó khăn này, nguy cơ vỡ tiến độ thi công đường cao tốc Bắc Nam là hiện hữu. Kéo theo hệ lụy không nhà thầu nào dám tham gia dự án giai đoạn 2021-2025 đang chuẩn bị triển khai. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, giá vật liệu tăng đột biến thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, có tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng để trị giá vật liệu hạ nhiệt hoặc chuyển sang tìm kiếm việc làm tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI, gây thiếu nhân công thực hiện các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia tình trạng chậm giải ngân đầu tư công kéo dài nhiều năm chưa có chuyển biến đáng kể các dự án lớn hạ tầng quan trọng việc chậm giải ngân ảnh hưởng đến huy động các dòng vốn uy tín quốc gia giảm niềm tin của nhà đầu tư nhà tài trợ và người dân có nguy cơ đội vốn cái lãng phí thất thoát và kém hiệu quả Học phí đại học tăng cao, giá cả các mặt hàng cũng đua nhau leo thang, nhưng mức thu nhập của người dân thì không tăng. Trong khi đó, gánh nặng thuế thu nhập cá nhân được xem là không còn phù hợp, nhưng vẫn chưa được điều chỉnh, khiến nhiều gia đình càng thêm khó khăn Trước thực trạng này, giới chuyên gia đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân nhằm hỗ trợ người lao động, kích cầu, tiêu dùng nội địa, tăng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tạo động lực cho phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng bất cập hiện nay của luật thuế thu nhập cá nhân cần sớm sửa đổi điều chỉnh là cách tính thuế lũy tiến theo bảy bậc quá dườm già và quy định về mức giảm trừ gia cảnh không phù hợp thực tế. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, phụ cấp, trợ cấp, số còn lại là thu nhập làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến 7 bậc, mỗi bậc thu nhập có thuế suất tương ứng. Quy định biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến với 7 bậc và khoảng cách giữa các bậc thuế quá dày cộng với thuế suất cao khiến cánh nặng không nhỏ đối với người nộp thuế, bởi thu nhập vừa mới nhích lên đã rơi vào bậc thuế cao hơn. Vì vậy, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi nên giảm bậc chịu thuế xuống còn 3 đến 5 bậc và hạ thuế suất của các bậc xuống. Còn với mức thuế suất ở bậc cao quy định hiện nay chỉ có tính cao bằng chưa thể hiện được tính công bằng. Theo chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, với 7 mức thuế như hiện nay cũng là quá nhiều, vì vậy nên giảm số bậc tính thuế để tạo động lực cho người lao động. Hiện nay có nhiều đơn vị áp dụng mức lương khoán theo năng suất, nhưng khi người lao động cố gắng phấn đấu để có mức thu nhập cao hơn nhưng họ lại nghĩ đến việc nộp thuế. Do đó, người lao động không làm hết khả năng ảnh hưởng đến năng suất chung. Chọn trường sách tuyển đại học năm 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều chiêu thức để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của bẫy học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp học. Những năm gần đây, nhiều trường đại học thường dùng chính sách giảm ưu đãi học phí hay những lời quảng cáo có cánh để thu thí sinh. Một số lời quảng cáo quen thuộc như học phí chỉ x triệu đồng, giảm học phí khi nộp hồ sơ sớm nhất, giảm 25, 50, 100%, 100 học phí. Nhưng trên thực tế, khi tìm hiểu kỹ thông tin thì không ít thí sinh ngã ngửa, bởi chỉ được giảm ban đầu còn số tiền phải nộp sau đó có thể sẽ rất cao hay giảm học phí nhưng yêu cầu học thêm nhiều lớp chứng chỉ, kỹ năng với chi phí không hề nhỏ. Một chiêu bài khác được đưa ra là lập lờ mức học phí, chỉ đưa ra mức rất thấp trong kỳ hoặc năm đầu tiên nhưng sẽ tăng liên tiếp trong các kỳ sau đó. Có trường chỉ công bố mức học phí theo tín chỉ mà cố tình quên nêu tổng số tín chỉ một khóa để phụ huynh học sinh theo dõi. Trong học kỳ đầu khi gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, nhà trường chỉ sắp xếp rất ít tín chỉ học, khiến nhiều người lầm tưởng học phí thấp. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, hiện nay, theo thông tin về học phí của các trường đại học còn chưa rõ ràng. Có trường đưa ra mức học phí nghe qua tưởng dễ ăn, nhưng có thể thí sinh sẽ hận nếu biết rõ bản chất cách tính. Phụ huynh học sinh hiện còn rất mập mờ về học phí khi thông tin nhiều trường đưa ra không rõ ràng. Khi đã lỡ dính bẫy, thì học sinh, phụ huynh chỉ biết nai lưng ra đóng phí, nếu không đóng được thì chấp nhận phần thiệt thòi về con mình, và như vậy sẽ trở thành nạn nhân của bẫy học phí. Những thông tin vừa rồi đã khép lại mục điểm báo của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.